Em ơi, đây là giờ chỗ câu lạc bộ em vào đây. Bạn bạn gì đấy? Không cái. Em đi ra đi em ơi. Em ơi đi ra đi, em đi ra. Câu lạc bộ của bạn. Thì là thằng được cái gì và đăng ký thì bạn là sân cái cảm giác chờ đợi này. Bản thân Khang sẽ đặt mục tiêu gì nếu mà em tiếp tục được thi đấu ở V-League?